Ra đời từ năm 1957, Trường Đại học Y Dược Huế trong 50 năm qua đã có sự phát triển và lớn mạnh không ngừng về nhiều mặt. Là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có chức năng đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học, sau đại học và cả cấp thấp hơn về các chuyên ngành y dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý, nhất là trong 10 năm trở lại đây. Trong sự phát triển chung đó, có sự phát triển các bộ môn, khoa trực thuộc. Được thành lập vào tháng 3 năm 2005 trên cơ sở của hai bộ môn vệ sinh dịch tễ và y học xã hội. Khoa Y tế Công cộng đã dần khẳng định được vai trò của mình trong tiến trình xây dựng Trường Đại học Y Dược Huế. Khoa Y tế Công cộng hiện nay thì là một trong những cái khoa lớn của nhà trường và có quy mô phát triển rất tốt. Khoa Y tế Công cộng tham gia công tác đào tạo không những cho chuyên ngành y tế công cộng và y học dự phòng mà còn tham gia công tác đào tạo cho các ngành học khác của khối ngành học khoa học sức khỏe như là bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, cử nhân điều dưỡng v.v. Hiện nay khoa y tế công cộng có một đội ngũ cán bộ giảng dạy có thể đảm đương được các công tác đào tạo cả đại học, sau đại học, cả công tác đào tạo liên kết đào tạo quốc tế, tham gia các nghiên cứu khoa học trong nước cũng như là tham gia vào các công tác nghiên cứu khoa học về y tế công cộng trên thế giới. Ngoài ra thì khoa y tế công cộng có một cái quá trình hợp tác với các trường đại học, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở quốc tế rất tốt. Và hiện nay thì khoa y tế công cộng đã có một cái tiềm năng, và tiềm năng ấy có thể làm tiền đề cho sự phát triển lâu dài sau này trong chiến lược phát triển chung của nhà trường. Ngày nay, khoa y tế công cộng đã dần khẳng định được vai trò của mình trong tiến trình xây dựng Trường Đại học Y Dược Huế với ban chủ nhiệm khoa, gồm trưởng khoa tiến sĩ Võ Văn Thắng và hai trưởng phó khoa là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Liên, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tập, cùng 6 bộ môn trực thuộc bao gồm bộ môn tổ chức quản lý y tế, bộ môn dân số, thống kê y tế, sức khỏe sinh sản, bộ môn giáo dục sức khỏe, tâm lý y học, bộ môn dịch tễ, bộ môn sức khỏe môi trường, bộ môn dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Với sứ mạng của mình, khoa y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Huế đã góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước thông qua việc đào tạo nhân lực y tế công cộng, nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng. Cho đến nay, khoa y tế công cộng có nhiệm vụ đào tạo đầy đủ các bậc, các cấp như cử nhân y tế công cộng, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ định hướng chuyên khoa y học dự phòng, thạc sĩ y tế công cộng, tiến sĩ y tế công cộng, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 y tế công cộng, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 y học dự phòng, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 quản lý y tế. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Y tế năm 2007, khoảng 75% cán bộ y tế đang làm việc về lĩnh vực y tế công cộng không phải là cán bộ được đào tạo theo chuyên ngành mà là bác sĩ đa khoa chuyển sang. Hiện nay, nguồn nhân lực y tế nói chung còn rất thiếu. Riêng nhân lực cho y tế công cộng càng thiếu trầm trọng về số lượng và hạn chế về chất lượng. Việc đào tạo cử nhân y tế công cộng hiện đang gặp một số khó khăn do các trường mới tham gia đào tạo chưa có nhiều kinh nghiệm. Đội ngũ cán bộ giảng dạy còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Cơ sở vật chất, phòng thực hành, trang thiết bị còn yếu, lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo.
Hiện nay, khoa y tế công cộng có tổng số 42 cán bộ, trong đó 24 cán bộ cơ hữu và 18 cán bộ kiêm nhiệm với 5 phó giáo sư, thạc sĩ, 6 thạc sĩ, 3 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, 19 thạc sĩ, bác sĩ, 5 bác sĩ. Khoa chịu trách nhiệm chính về đào tạo nhân lực thuộc chuyên ngành y tế công cộng, bao gồm đào tạo đại học, hệ chính quy, hiện đang đào tạo 200 sinh viên cử nhân y tế công cộng. Hệ không chính quy, theo kế hoạch sẽ tuyển sinh hệ không chính quy kể từ năm học 2010-2011 với quy mô 200 sinh viên, mỗi khóa 50 sinh viên. Đào tạo sau đại học với các đối tượng và quy mô như sau. Chuyên khoa cấp 1 y tế công cộng 70 học viên. Chuyên khoa cấp 2 quản lý y tế 50 học viên. Thạc sĩ y tế công cộng 40 học viên. Tiến sĩ y tế công cộng 6 học viên. Quy mô đào tạo chung 566 học viên. Khoa y tế công cộng còn có một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực y tế công cộng cho các chuyên ngành khác đang được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Huế. Trong 5 năm trở lại đây, quy mô đào tạo của Trường Đại học Y Dược Huế tăng 10% mỗi năm. Khoa y tế công cộng cũng trong tình trạng đó. Để đáp ứng với sự tăng trưởng đó, nguồn lực của cả trường đòi hỏi phải được tăng theo, trong đó có khoa y tế công cộng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, nhu cầu bức thiết của khoa y tế công cộng là phát triển toàn diện nhân lực, bao gồm cả số lượng và chất lượng, và cơ sở vật chất. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng học hiệu, nên khoa đã cử 6 thạc sĩ, bác sĩ đi học nghiên cứu sinh, 2 cán bộ học chuyên khoa cấp 2, 3 cán bộ học cao học y tế công cộng. Hiện các cán bộ này đang theo học tại các trường trong và ngoài nước. Để bổ sung và trẻ hóa nguồn nhân lực, mỗi năm khoa xin thêm 2-3 bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi về làm cán bộ giảng dạy. Vậy là từ lúc mà thành lập khoa đến nay, 3 mục tiêu mà chúng tôi luôn luôn chú trọng trong để phát triển xây dựng chiến lược phát triển của khoa. Đó là cái mục tiêu về hàng lâm, tức là củng cố đội ngũ năng lực của cán bộ giảng dạy. Mục tiêu số 2 là mục tiêu về khi về là cơ sở hạ tầng. Và mục tiêu số 3 là chú trọng để định hướng các hoạt động đào tạo gắn liền với cung cấp các cái phục vụ cái nhu cầu xã hội. Thì đó chúng tôi gọi là mục tiêu về cái hoạt động cộng đồng. Thế thì trong 3 mục tiêu đó, cái điều quan trọng hiện nay là chú trọng đến cái gọi là cái nguồn nhân lực và cái thứ hai là cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất. Và thực trạng hiện nay thì như vậy trong khoa chúng tôi như vậy là đội ngũ cơ hữu như vậy là có khoảng 27 cán bộ. Thì trong thời điểm hiện nay rõ ràng đáp ứng với cái đào tạo với quy mô mở rộng hiện nay thì rõ ràng chúng tôi rất là hạn chế về số lượng. Cho nên trong thời gian bị khó khăn như thế thì hàng năm chúng tôi có một số người như vậy là cán bộ về hưu. Thì đây là cái gây ra một tình trạng khó khăn về số lượng. Nhưng mà chúng tôi cũng định hướng rất rõ là trong thời gian chuyển tiếp thì tình hình đào tạo cán bộ giảng dạy có cái bằng cấp học hàm, đặc biệt là đào tạo sau đại học. Thì hiện nay như vậy chúng tôi có là 6 tiến sĩ, 2 phó giáo sư ở khoa. Và trong thời điểm này, hiện tại chúng tôi đã gỡ ra nước ngoài là đào tạo 2 nghiên cứu sinh tại Úc, 1 nghiên cứu sinh tại Hà Lan và như vậy là 2 nghiên cứu sinh học tại Thái Lan. Thì như vậy trong vòng 1 năm tới, những người này trở về thì rõ ràng sẽ nâng cao về cái chất lượng và không hạn về số lượng. Ngoài những khó khăn về nguồn nhân lực, vì mới được thành lập không lâu nên khoa y tế công cộng còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Hệ thống giảng đường sử dụng cho việc giảng dạy của khoa còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự phân công chung của nhà trường. Phòng thí nghiệm cho sinh viên chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên. Những phương tiện máy móc được trang bị cho bộ môn vệ sinh dịch tễ và bộ môn y học xã hội, nay là khoa y tế công cộng, đã được trang bị và từ đó đến nay hầu như không được trang bị gì thêm. Để phục vụ cho công tác đào tạo, khoa rất cần có cơ sở và phương tiện để nghiên cứu khoa học, ứng dụng những kết quả nghiên cứu đó phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Về cơ sở vật chất hiện nay thì nói chung rất là hạn chế. Với số lượng bộ môn hiện nay là 6 bộ môn trong một khoa tổng cộng, điều kiện về làm việc cán bộ cũng còn rất hạn chế, chúng cái khó khăn của nhà trường. Và tất nhiên cái khó này nó kèm theo một vấn đề khác, đó là hạn chế về cái cơ sở thực hành thí nghiệm, cơ sở đào tạo tại thực địa và cũng như các cái cơ sở để phục vụ cho cái công tác nghiên cứu tại khoa cũng rất là hạn chế. Còn giảng đường thì trong điều kiện khó khăn chung
thì hiện nay thì chỉ đáp ứng đủ các cái nhu cầu cơ bản mà thôi. Còn như phát triển những cái định hướng, phát triển giảng đường, rồi tăng cường hoạt động nhóm nhỏ để nâng cao cái chất lượng đào tạo thì nhìn chung còn rất là hạn chế. Với sự hỗ trợ về vốn của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, trên mảnh đất rộng hơn 4.324 m² thuộc trường Y Dược, một tòa nhà 4 tầng dành cho khoa y tế công cộng sẽ được xây dựng. Công trình sẽ có các phòng chức năng như sau. Phòng thí nghiệm sẽ có 4 phòng thí nghiệm cho các khu vực dịch tễ học, sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi phòng thí nghiệm sẽ có 3 phòng tách biệt cho nghiên cứu, phòng thực hành lab cho sinh viên và phòng lưu trữ hóa chất. Phòng lab vi tính chia làm 2 phòng. Phòng máy tính dành cho sinh viên năm cuối là khoảng 50 máy tính, cho sinh viên sau tốt nghiệp là 30 máy. Tòa nhà sẽ xây dựng 13 phòng học và diễn thuyết đã được bố trí để chứa các lớp học lớn và nhỏ. Một phòng lớn hơn khoảng 100 m² được sử dụng cho phòng hội nghị. Trung tâm tư vấn đào tạo và nghiên cứu về y tế công cộng sẽ dành cho việc phát triển và phổ biến thông điệp về y tế công cộng. Khu vực hành chính 27 phòng nhỏ cho giáo viên, ban chủ nhiệm khoa, trưởng bộ môn và nhân viên hành chính khoa. Một thư viện sẽ là một phần của dự án với một khu dành cho nghiên cứu sinh và một số phòng chức năng khác. Ngoài việc tham gia đào tạo, cả cán bộ công chức của khoa cũng đã tham gia nghiên cứu khoa học và nghiệm thu một đề tài cấp bộ. Có 4 bài báo đăng ở tập san y học thực hành, tham gia đề tài nghiên cứu với một sinh viên Hà Lan về sức khỏe tâm thần, tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc Hội Y tế Công cộng Việt Nam, đăng ký nhiều đề tài trọng điểm và đã được duyệt 3 đề tài cấp bộ. Cùng với đó, có nhiều đề tài cấp trường đã được đăng ký và đang tiến hành. Với sự cần thiết của khoa y tế công cộng trong tiến trình phát triển, ban chủ nhiệm khoa đã tranh thủ sự ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường cũng như mở rộng liên kết và hợp tác với các tổ chức cũng như các trường đại học quốc tế. Đây có thể coi là một thế mạnh của khoa. Nhiều cán bộ được tham gia nhiều dự án như dự án sức khỏe sinh sản của Mỹ, dự án giai đoạn 1 với Đại học Queensland Úc, dự án y tế thôn bản, dự án học chủ động và nghiên cứu cộng đồng do Đại sứ quán Hà Lan hỗ trợ, dự án nâng cao năng lực đào tạo cử nhân y tế công cộng do Đại học Queensland hỗ trợ, dự án EPPM Hà Lan, AUF Pháp. Khoa cũng đã chủ động làm việc với tổ chức MCNV và xin được một dự án một năm từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2007 nhằm hỗ trợ đào tạo cử nhân y tế công cộng. Một số cán bộ của khoa cũng đã tham gia tích cực làm việc với các chuyên gia quốc tế cùng với nhà trường. Việc đề cương xin hỗ trợ một số dự án khả thi trong thời gian sắp tới. Trong khi chờ đợi một tòa nhà mới sẽ được hoàn thành trong tương lai, khoa y tế công cộng đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển để phù hợp với sự phát triển chung. Đó là đến năm 2015, có ít nhất 45 cán bộ giảng dạy cơ hữu và 20 giảng viên kiêm nhiệm tại các cơ sở thực địa. Năm 2012, ít nhất 80% cán bộ giảng dạy có bằng sau đại học về y tế công cộng. Phó giáo sư 7%, tiến sĩ 25%, thạc sĩ và chuyên khoa 2 50%. Từ năm 2010 đến 2015, có ít nhất 70% giảng viên tham dự cả khóa tập huấn ngắn hạn về y tế công cộng ở nước ngoài. Với những gì mà ban chủ nhiệm và cán bộ công chức khoa đã đạt được, cùng với những định hướng và tầm nhìn cho tương lai, khoa y tế công cộng đang dần khẳng định được vị trí của mình trong tiến trình phát triển của trường đại học y dược, cũng như xây dựng cho mình một tầm nhìn xa hơn để khoa y tế công cộng trường đại học y dược Huế là đơn vị dẫn đầu tại miền Trung và Tây Nguyên về đào tạo nhân lực y tế công cộng, cũng như hoàn thành sứ mạng của mình góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước thông qua việc đào tạo nhân lực y tế công cộng, nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng.